Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình thảo luận đặc biệt ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Trước hết, cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi một ngày vẫn có chương trình thảo luận đặc biệt, chủ yếu là tìm hiểu sâu mỗi một vấn đề. Và chương trình này đáng lý được phát trực tiếp trên Facebook và được phát lại trên YouTube. Tuy nhiên, Facebook của Phong có vấn đề cho nên chỉ được phát lại trên YouTube mà thôi. Cảm ơn tất cả các khán giả rất là nhiều. Và quý vị, trong ngày hôm nay thì đài truyền hình Fox News đã cho phỏng vấn một nhà hoạt động Palestine. Trong đó, ông đã cực lực lên án gay gắt những kẻ nào mà chỉ trích Do Thái và binh vực cho Hamas trong các hành động được xem là diệt chủng và thiếu nhân đạo, tức là bất nhân, dùng chữ bất nhân thì đúng hơn quý vị. Và ông là một nhà hoạt động Palestine chứ không phải là một người Do Thái. Và lời nói của ông đã phản ánh tất cả những gì xảy ra trước khi mà Hamas mở cuộc tấn công vào Do Thái. Và quý vị, khi mà ông phát biểu những điều này, tôi lại liên tưởng tới dân Việt Nam cũng y chang như dân Palestine. Chuyện này như thế nào? Thì chúng ta đọc cái bài phỏng vấn của đài truyền hình Fox với lại nhà hoạt động này đang phát biểu từ ở phía đông của Jerusalem. Quý vị, ở trên đài truyền hình Fox đã đưa cái tin. Nhà hoạt động Palestine đã shut down, tức là đã dập tắt tất cả cái lời chỉ trích chống Do Thái và bảo vệ cho Hamas trong các hành động diệt chủng và bất nhân. Nhà hoạt động hòa bình của Palestine có tên là Bassem S đã di chuyển ở Hoa Kỳ và trong gần như là mỗi tháng trong vài tháng qua, khi mà gần như là trong một thập niên qua, và cảnh báo người dân Hoa Kỳ về những cái cuộc tấn công bởi lực lượng Hamas. Tiếp theo cái cuộc tấn công gây bất ngờ, vì ông S đã lên án những người dân Hoa Kỳ nào mà hỗ trợ cho Hamas với cái danh nghĩa là social justice, tức là công lý xã hội, và trong đó bà nói rằng đây không phải là tổ chức khủng bố. Những ai sống tại Âu Châu và Hoa Kỳ đã chúc mừng cho sự thảm sát mà họ nói rằng là họ ủng hộ cho người Palestine. Tôi không nghĩ là họ ủng hộ cho người Palestine. Họ không có biết được những gì đang xảy ra và họ chúc mừng cho vụ thảm sát này. Đây hoàn toàn là một điều bất nhân. Ông S đã nói với đài truyền hình Fox Digital trong một cái cuộc phỏng vấn qua Zoom vào tuần này. Ông S đã đặc biệt là gây sự, ông cảm thấy sửng sốt khi một số người Hoa Kỳ đã ủng hộ cho nhóm Hamas dưới cái tên gọi là công lý và tổ chức công lý và xã hội. Ông lên tiếng phát biểu và giữa lúc mà một nhóm ủng hộ cho Palestine đã có cuộc biểu tình ở tại New York và Santa Clarita trong một số trường đại học. Và trong đó ông nói rằng, tôi nghĩ rằng những vũ khí đã được giấu trong các bệnh viện, trong các đền thờ, tôi nghĩ rằng Hamas đã làm những gì hôm thứ Bảy là một hành động tương tự, được xem như là một hành động tự sát. Và điều đáng tiếc là những người tính mạng con người ở trên thế giới này, họ lại chúc mừng cho cái vụ thảm sát và duyệt xét là một chiến thắng của người Palestine. Tôi nghĩ rằng ở thế kỷ 21, nếu cuộc thảm sát được duyệt xét là một chiến thắng thì có nghĩa là đã chấm dứt tình trạng gọi là có nhân tính, tức là không còn cái tình trạng nhân tính nữa. Ông S, người đã nói chuyện với đài truyền hình Fox ở phía đông của Jerusalem, và ông là một nhà hoạt động cho nhân quyền và là một phân tích gia chính trị, đã phát hiện về tình trạng vi phạm nhân quyền được thực hiện bởi lực lượng vũ trang của Do Thái, và trong đó đã gia tăng cái sự nghiên cứu của ông về tình trạng vi phạm nhân quyền của lực lượng vũ trang của Palestine. Ông là người sáng lập của cái tổ chức gọi là Palestinian Human Rights Monitor Group từ năm 1996, và trong đó ông đã đi đến Hoa Kỳ và toàn thế giới để mà phát biểu ở trong các trường đại học cũng như là các tổ chức chiến lược về những cái nghiên cứu của ông. Và khi được hỏi là cuộc chiến của Do Thái với những cái việc mà dội bom như vậy và gây chết người mà đã mở rộng cặp mắt của người dân về Hamas là một tổ chức khủng bố hay là một tổ chức gọi là công lý xã hội, ông ấy nói rằng họ không muốn bừng tỉnh cho tới khi nào mà Hamas đã có những hành động ảnh hưởng tới họ trực tiếp. Họ không muốn bừng tỉnh cho tới khi nào Hamas đã đụng tới họ, cho tới khi nào Hamas đã truy tìm họ, cho tới khi nào Hamas sát hại họ, thì lúc đó tất cả mọi người sẽ bừng tỉnh. Tôi nghĩ rằng những chuyện xảy ra tại Do Thái và phía nam Do Thái hiện nay
là không thể tin tưởng được. Và tôi nghĩ rằng tất cả cộng đồng quốc tế cần phải đứng dậy để mà tuyên bố Hamas là một tổ chức Hồi giáo và Jihad là những tổ chức khủng bố, và tất cả mọi người trên thế giới cần phải chống lại những tổ chức khủng bố này. Ông đã lên tiếng dự biết như trên, sự hỗn loạn đã bùng nổ, họ nhắc lại những cái tên này nha quý vị. Và ông F nói rằng vấn đề nhân quyền ở tại dải Gaza cũng tương tự như những cái điều kiện nhân quyền ở tại Iran, Sudan và Syria, và cáo buộc rằng chính Hamas đã học hỏi cái cách cai trị từ những cái chính quyền này. Những người này, họ đã được huấn luyện bởi những chính quyền trên và họ đã làm cách nào để mà quản lý và vi phạm nhân quyền của những người khác. Và những cuộc nói chuyện về nhân quyền dưới cái chế độ của Hamas là sẽ không có nhân quyền. Và dưới chế độ của Hamas không có ai được nói về vấn đề này. Người dân đã bị sát hại, người dân đã bị giết, bị tra tấn và đã mất tích, và không có ai được cất được tiếng nói của họ từ dải Gaza với cộng đồng quốc tế. Và trong đó thì... đây là cái lời phát biểu của ông, và nhắc lại những cái lời phát biểu của ông. Và quý vị, đó là cái lời phát biểu của ông Ed, tức là ông là một nhà hoạt động nhân quyền của người Palestine, khởi đi từ việc điều tra vi phạm nhân quyền của lực lượng vũ trang của Do Thái. Và từ đó, ông đi kiếm và ông bắt đầu, ông research, ông nghiên cứu. Và ông phát hiện ra không phải là lực lượng vũ trang Do Thái vi phạm nhân quyền không, mà kể cả Hamas là cái lực lượng mà ông nói rằng khủng khiếp và khủng bố. Và những lời nói chuyện của ông cho quý vị thấy được một bức tranh ở dải Gaza trước đã. Rồi sau đó tôi sẽ nói cho quý vị biết tại sao tôi liên tưởng tới những người Việt Nam sống dưới chế độ Cộng sản bây giờ. Bởi vì chế độ Cộng sản bây giờ nó cũng không khác gì Hamas cả quý vị. Ok. Khi mà ông đi tìm về những cái vi phạm nhân quyền của lực lượng vũ trang Do Thái. Ông là người đã công bố và ông thành lập cái tổ chức nhân quyền của Palestine từ năm 1996, lúc mà ông Yasser Arafat còn sống. Và ông đã công bố rất nhiều lần cho thế giới thấy cái sự quá tay của lực lượng vũ trang Do Thái đối với người Palestine. Và dần dần từ những cái điểm này, ông bắt đầu phát hiện ra những điểm khác. Không phải chỉ có lực lượng vũ trang Do Thái mà kể cả Hamas, Jihad đang khủng bố người Palestine. Và họ đã được huấn luyện, được rèn luyện bởi các chế độ độc tài mà ông nói là từ Saudi Arabia, Iran cho tới những quốc gia như Libya vân vân, là họ đã được huấn luyện cái cách cai trị một cách sắc máu. Đây là Hamas quý vị. Và họ đã chiếm quyền ở dải Gaza từ năm 2007. Tức là 2005 thì phía Do Thái đã trao trả vùng đất Gaza lại cho Palestine sau 38 năm chiếm đóng. Và tới 2007 thì phía Hamas đã kiểm soát toàn bộ dải Gaza, dẫn tới những cuộc xung đột gay gắt cho tới bây giờ. Và lúc đó lực lượng Do Thái lại tái chiếm lại phía của Gaza và bao vây toàn bộ, phong tỏa toàn bộ Gaza giống như tình hình bây giờ. Thì quý vị, điều thứ nhất, ông đã cho quý vị thấy một bức tranh tham nhũng của chính quyền Palestine. Hamas làm sao có vũ khí để mà tấn công vào Do Thái và họ cất giấu những vũ khí này ở đâu? Quý vị, và nó có sự mắt nhắm mắt mở của chính quyền Palestine. Họ giấu vũ khí này trong bệnh viện, trong những trường học. Do đó quý vị, khi mà Do Thái đột kích vào những khu vực này thì Do Thái mang tiếng là trấn áp về nhân quyền. Tại vì họ tấn công vào bệnh viện và trường học, nhưng bệnh viện và trường học là những nơi có cái hầm chứa vũ khí của Hamas. Đây là bức tranh rất rõ nét, và ông Trump rất đúng khi mà ông cắt bỏ tất cả nguồn tài trợ cho người tị nạn Palestine. Và quý vị, chính ông nói những người Palestine vẫn chưa bừng tỉnh cho tới khi nào hành động của Hamas gây ảnh hưởng trực tiếp tới họ, sát hại họ, giết họ và tra tấn họ. Lúc đó họ mới có thể bừng tỉnh được. Tức là quý vị, đám Hamas này khống chế những người Palestine ở dải Gaza suốt từ năm 2007 tới bây giờ. Nhiều người Palestine yêu chuộng hòa bình, không muốn có bạo động, không muốn có chiến tranh. Họ phải sống nơm nớp lo sợ bởi vì cái tư tưởng của họ nó khác với Hamas. Nó khác hoàn toàn với Hamas. Hamas sử dụng người Palestine là công cụ để xóa sổ Do Thái trên lãnh thổ của Trung Đông. Đó là mục tiêu của Hamas. Do đó quý vị, họ khống chế người Palestine.
và họ uy hiếp tới luôn cả cái chính quyền dân dân sự của Palestine, tức là chính quyền của ông Mahmoud Abbas, ông tổng thống của Palestine. Thì quý vị, ông này thực trở nên bất lực và ông ta đã châm trước và đã mắt nhắm mắt mở cho những hoạt động của Hamas. Và cái chính quyền đầy tham nhũng của ông ta đã tuôn rất nhiều tiền cho phía của Hamas. Và Hamas sử dụng cái nguồn tiền này, cộng thêm cái sử dụng cái nguồn tiền của Iran hỗ trợ, đã khống chế người Palestine. Ngược lại, người Palestine bây giờ họ bị đẩy tới cái tình trạng nhu nhược, không dám phản kháng với Hamas, mà trong đầu của họ được nhồi nhét vào những cái tư tưởng chống Do Thái nhiều hơn. Và chính vì vậy, nhà hoạt động nhân quyền của Palestine đã lên tiếng và nói rằng chính Hamas là những kẻ đã khống chế người Palestine như thế nào. Thì quý vị, bây giờ chúng ta mới nhìn ra rõ cái bức tranh về những diễn biến xảy ra tại dải Gaza. Và người tiết lộ những cái thông tin này chính là nhà hoạt động của Palestine. Ông là một nhà hoạt động nhân quyền. Ông chỉ trích những hành động quá tay của chính quyền Do Thái. Nhưng mà rồi chính ông phát hiện ra được tại sao phía Do Thái quá tay. Và ông rất bất ngờ và ông căm phẫn khi mà những cái kẻ ủng hộ, lấy danh nghĩa là ủng hộ cho Palestine, nhưng ông nói thực tế họ đang chúc mừng cho chiến thắng của Hamas tại Mỹ và tại Pháp. Quý vị, ông nói không sai một chút nào hết. Ông nói là họ mượn danh nghĩa công lý và xã hội và ủng hộ cho người Palestine. Họ không phải là những người ủng hộ cho Palestine. Họ đang ủng hộ cho Hamas và chúc mừng cho cuộc thảm sát của Hamas gây ra đối với người Do Thái bằng các cuộc biểu tình vừa qua ở tại New York và kể cả bên Pháp. Quý vị, lời nói này không phải từ tôi ra, mà từ một nhà hoạt động nhân quyền người Palestine. Ông là người Palestine. Ông nhìn thấy được nhóm Hamas thao túng, khủng bố, đe dọa, uy hiếp người Palestine như thế nào. Và người Palestine gần như là bất lực. Họ không đủ sức phản kháng với nhóm Hamas. Họ trở thành nạn nhân ở giữa cuộc giao tranh của Hamas và Do Thái. Đây là cái điều nổi bật nhất trong cái bài phỏng vấn của nhà hoạt động nhân quyền này. Và tôi nghĩ rằng lời nhận định của ông gần như sát với thực tế. Và đồng thời ông nói được đúng bản chất của vấn đề. Sát với thực tế là những cuộc những cái bản báo, bài báo tường trình của CNN, của Washington Post, của New York Times luôn nói là Do Thái tấn công vào trường học, tấn công vào bệnh viện của người Palestine ở tại dải Gaza. Nhưng bây giờ chính ông nói vũ khí được cất giấu ở đây. Lựu đạn, thuốc nổ, súng và kể cả những trái đạn pháo kích mà Hamas dùng để tấn công Do Thái được giấu ở dưới hầm ở bệnh viện ở của người Palestine, được giấu trong các trường học của người Palestine. Quý vị, do đó quý vị, chúng ta nhìn bức tranh không thể nhìn một chiều là như vậy. Và Do Thái là đồng minh của Hoa Kỳ, Do Thái cũng không tới mức gọi là cực đoan mà bất chấp tất cả những cái đòi hỏi về điều kiện nhân quyền của Hoa Kỳ. Họ có lý do. Và quý vị, đây là những cái gì thực tế mà quý vị đã nhìn thấy nó đang xảy ra ở dải Gaza. Nó đang xảy ra ở dải Gaza. Và bây giờ dải Gaza đang trở thành một cái vùng đất bị dội bom mỗi một giờ đồng hồ bởi lực lượng của Do Thái để truy sát và để gọi là đẩy nhóm Hamas ra khỏi khu vực này. Tức là lần này Do Thái quyết tâm đẩy Hamas ra khỏi toàn bộ dải Gaza. Thì quý vị, thứ nhất chúng ta nhìn thấy được cái nhìn của một người tương đối tôi cho là trung dung. Từ khởi đi cái việc điều tra vi phạm nhân quyền của Do Thái, ông đã phát hiện được rất nhiều những sự thật. Mà những sự thật đó lại đến từ những người Palestine đi theo cái nhóm khủng bố Hamas. Và họ khống chế những người ở tại trại tị nạn Palestine như thế nào. Và đó là lý do tại sao mà ông Trump đã cắt bỏ ngân sách. Tại vì ông thấy rõ ngân sách này cuối cùng chạy vào gia đình của những thành viên Hamas nhiều hơn là những người Palestine vô tội. Chạy vào túi của những người tiền mà tài trợ của Hoa Kỳ thông qua cái cơ quan của Liên Hiệp Quốc và thông qua những cái tổ chức nhân đạo ở đây.
cuối cùng quý vị, nó lại vào túi của gia đình của những tử sĩ hay là những chiến binh của Hamas, những tên khủng bố của Hamas. Và quý vị, tôi không nói tới việc Joe Biden tái lập lại cái khu vực này, cái tiền tài trợ cho khu vực này. Tôi đang nhấn mạnh tới việc mà ngày hôm nay chúng ta có bức tranh rõ nét hơn. Từ xưa tới nay chúng ta thấy Do Thái tấn công vào trường học, tấn công vào bệnh viện là mình thấy Do Thái quá ác. Bệnh viện, trường học là những nơi dân sự. Tại sao phải tấn công? Thì quý vị, hôm nay chính cái người hoạt động của Palestine đã cho mình thấy họ có lý do. Đó là điều thứ nhất. Ok quý vị. Điều thứ hai, ông nói một cái bản chất của người Palestine bây giờ ở tại dải Gaza nó không khác gì những người Việt Nam cả, đang sống tại Việt Nam. Tức là ông nói rằng cho tới khi mà giết, đụng chạm tới quyền lợi của họ, cho tới khi mà ảnh hưởng tới họ, cho tới khi họ bị giết, họ bị tra tấn, thì lúc đó họ mới bừng tỉnh. Tức là bây giờ họ vẫn chưa tỉnh, họ vẫn bị kích động bởi nhóm Hamas. Họ vẫn bị kích động bởi cái chủ nghĩa thù hận Do Thái của Hamas. Họ đang tẩy não tất cả những người Palestine và ghim vào đầu người Palestine là sự thù hận với Do Thái. Quý vị, thì cái tình hình này nó có khác gì với lại người Việt Nam bây giờ? Tức là nước tới trôn họ vẫn không bực ngày dậy. Nước ngập tới lỗ mũi rồi, họ cũng không buồn dậy. Cộng sản Việt Nam cũng bức hại người dân tới mức độ gọi là tàn khốc nhất rồi. Nhưng mà họ cũng không đủ khả năng để phản kháng với những cái chính sách hiện nay của Cộng sản. Từ những cái trò cướp đất, từ những cái việc thay đổi luật lệ và trấn áp người dân, cho tới quý vị, sự bao che thao túng của chế độ cai trị với thành phần xã hội đen, với thành phần trục lợi trên xương máu của người dân. Mà cuối cùng người dân Việt Nam cũng không đủ sức để phản kháng. Cho nên tôi nói thân phận của người Palestine bây giờ nó không khác gì thân phận của người Việt Nam cả. Họ không còn đủ sức để mà phản kháng nữa. Và họ cũng không dám phản kháng nữa. Bởi vì Hamas kiểm soát người Palestine cũng không khác gì Cộng sản đang kiểm soát người dân Việt Nam. Họ cũng bị bức hại, họ cũng bị tống vào tù, họ cũng bị kết án thật nặng bởi những chế độ cai trị. Bởi những kẻ trong chế độ cai trị. Thì quý vị, tình hình này là tình hình mà Hamas đang đối xử với người Palestine. Hamas là ai? Cũng là người Palestine. Nhưng thành phần này là thành phần thù hận Do Thái. Và thành phần này là thành phần muốn xóa sổ Do Thái, mượn danh nghĩa của người Palestine, mượn danh nghĩa lập quốc của người Palestine để mà tìm cách gọi là tấn công và tìm cách gọi là xóa sổ Do Thái ra khỏi bản đồ ở Trung Đông. Từ nhiều năm nay rồi. Thì quý vị, cũng giống như Cộng sản thôi. Nó vẫn mượn danh nghĩa của người dân. Nó vẫn mượn danh nghĩa của tất cả những người dân nghèo ở Việt Nam ở trên mặt báo chí. Nhưng kết quả quý vị, người dân càng lúc càng nghèo hơn và bị bức hại, bị cướp đất, bị cướp tài sản một cách trắng trợn luôn. Cùng một tội danh, đảng viên đảng Cộng sản không bị truy tố hoặc có bị truy tố tội nhẹ. Cùng một tội trạng đó, dân Việt Nam bị kết án rất nặng nề. Quý vị, Hamas kiểm soát người Palestine thì cũng không khác gì Cộng sản Việt Nam kiểm soát dân chúng Việt Nam cả. Do đó quý vị, tôi mới nói là khi mà lời phát biểu của nhà hoạt động nhân quyền Palestine lên tiếng, ổng thẳng thắn nói ra những vấn đề mà người dân Palestine không dám nói. Thì quý vị, lời nói của ổng là liên tưởng cho tôi thấy là y chang Cộng sản luôn. Hamas copy từ chủ nghĩa Cộng sản, copy từ những chế độ độc tài toàn trị. Quý vị, ngày xưa trong chiến tranh Việt Nam, Cộng sản núp trong dân, bắn vào các lực lượng của Hoa Kỳ và lực lượng của Việt Nam Cộng Hòa. Và khi chúng ta bắn trở lại, thì chúng ta mang tiếng là tàn sát dân lành. Thì có khác gì Do Thái bây giờ, họ phải phá vỡ tất cả những cái xào huyệt của Hamas nằm trong trường học, nằm trong bệnh viện. Và cuối cùng họ mang tiếng là tấn công vào những vị trí dân sự. Quý vị, Hamas là cái lực lượng du kích quân và khủng bố đã copy tất cả những cái kỹ thuật của khối Cộng sản. Và họ copy cái cách cai trị đất nước của những chế độ độc tài.
họ áp dụng vào dân Palestine. Nó cũng không khác gì cộng sản bây giờ đang kèm kẹp người dân cả. Đó quý vị thấy, thời gian vừa qua quý vị đã chứng kiến rất nhiều những chuyện đang xảy ra tại Việt Nam. Cùng một tội danh 331, Nguyễn Phương Hằng 3 năm tù. Những nhân vật bất đồng chính kiến mười mấy năm tù. Quý vị, đó là cái cách kiểm soát và cái cách gọi là phân biệt đối xử của cộng sản. Thì bây giờ Hamas cũng vậy. Họ là những kẻ phân biệt đối xử. Ai mà có khuynh hướng khác với họ là bị thủ tiêu, biến mất. Và tiếng nói của người Palestine không tới được cộng đồng quốc tế một cách thực sự, mà đều thông qua những cái ngã tuyên truyền của Hamas, của Jihad, của Hezbollah, vẽ lên một cái hình ảnh nạn nhân Palestine dưới sự đàn áp của người Do Thái. Nhưng mà Do Thái đâu có đàn áp. Họ mở những cuộc tấn công đột kích khi họ nắm được tin tức hình sự, tin tức về tình báo, họ mới làm. Nhưng mà khủng bố mỗi ngày đe dọa, gây sợ hãi trong cộng đồng người Palestine chính là lực lượng Hamas này. Và quý vị, hôm nay chúng ta có được bức tranh rõ nét về những gì đang xảy ra tại Trung Đông. Và giống như tôi nói, chính quyền gọi là dân sự của ông Mahmoud Abbas đã bất lực, mắt nhắm mắt mở cho Hamas hoành hành ở khu vực dãy Gaza và kích động cái chủ nghĩa bài Do Thái rất mạnh tại đây, khiến cho chính quyền của ông ta bất lực, không thể hợp tác được với phía Do Thái và không làm gì được để hỗ trợ cho người dân Palestine. Ông ta trở thành thế bị thụ động. Và cuối cùng quý vị, Hamas kiểm soát hết. Và chính cuộc tấn công của Hamas vào lãnh thổ của Do Thái và dẫn tới việc Do Thái phong tỏa toàn bộ dải Gaza, dội bom mỗi một ngày, mỗi một giờ đồng hồ, thì bây giờ dân Palestine mới thấy được cái sự gọi là cái hậu quả khi mà họ sợ hãi, dung dưỡng, dung túng cho thành phần Hamas, bao che cho thành phần Hamas. Bây giờ cái giá họ phải trả là những nhân mạng mất đi, 1.200 người Palestine đã bị thiệt mạng trong các cuộc dội bom của Do Thái. Quý vị, trả giá đắt cho việc dung dưỡng, dung túng và bao che này. Họ phải trả giá bằng sinh mạng. Họ vẫn bị thúc đẩy cái lòng thù hận đối với người Do Thái. Mà họ không nghĩ tới là hai dân tộc có thể sống chung hòa hợp. Tức là hai dân tộc có thể sống chung. Họ không nghĩ tới điều đó. Họ bị kích động bởi phía Do Thái, bởi phía của Hamas. Và quý vị, phía Hamas này không dừng sự kích động, và cái sự kích động này nằm trong những đứa trẻ của Palestine. Những đứa trẻ mười mấy tuổi đầu đang bị kích động và được chiêu mộ vào lực lượng Hamas để sẵn sàng trở thành những tên khủng bố. Và quý vị, nơi chứa vũ khí của họ thì quý vị thấy rồi đó. Chính ông đã phanh phui ra. Xào huyệt của Palestine ẩn nấp dưới những cái cơ sở dân sự không? Những cơ sở thiện nguyện, những trường học, những bệnh viện và những cái hạ tầng cơ sở dân sự của Palestine đều là chỗ ẩn nấp của lực lượng Hamas cả. Đó quý vị thấy, họ phát hiện cái đường hầm mà xâm nhập vào Do Thái từ dải Gaza. Quý vị, nếu không có sự dung dưỡng, sợ hãi của người dân Palestine, liệu Hamas có thực hiện được những ý đồ này hay không? Liệu dân quân Hamas có thể tự do tự tại hoạt động ở trong lòng người Palestine hay không? Quý vị, tất cả những ai phản đối, tất cả những ai mà có ý kiến khác biệt là Hamas âm thầm thủ tiêu hết. Người dân Palestine sống dưới sự sợ hãi và tiếng nói thật sự của họ đã không ra được thế giới bên ngoài. Chính quyền của Mahmoud Abbas không bao giờ dám nhắc tới Hamas. Chỉ một mặt là giành cái quyền lợi với phía Do Thái thôi. Chứ ông ta không có cái hành động cứng rắn với Hamas. Do đó quý vị, tiếng nói thật sự của người dân Palestine đã không ra được thế giới bên ngoài. Không ra được thế giới bên ngoài. Và đây chính là cái bản chất thật sự của cái bức tranh gọi là lò lửa Trung Đông. Nó kéo dài 3-40 năm nay. Chưa bao giờ dừng lại. Dân Palestine vẫn phải cắm cúi đi làm công và phải đi kiếm tiền từng bữa. Và phải lo cuộc sống hàng ngày, chạy cơm từng bữa, và phải trốn chạy tất cả những cái sự đàn áp
kể cả từ phía của Do Thái, kể cả từ phía của Hamas. Do đó ông nói đúng, ông nói rất đúng, lực lượng cánh tả dương lá cờ công lý và xã hội ủng hộ cho người Palestine, gọi là pro Palestine, nhưng thực sự họ đang chúc mừng cho cái chiến thắng của Hamas khi tấn công thành công vào lãnh thổ Do Thái. Mấy một cuộc biểu tình vừa qua đều mang ý nghĩa này, chứ không phải là thật sự họ ủng hộ cho người Palestine. Ngay cả những sinh viên của trường đại học Harvard cũng ký tên và kêu gọi chấm dứt cái việc gọi là tài trợ cho Do Thái. Nhưng mà quý vị, câu chuyện chúng ta nghĩ rằng Do Thái đã có thái độ tàn ác với người Palestine, nhưng bây giờ chúng ta nhìn rõ hơn cái cuộc sống thật sự của người Palestine. Kẻ đàn áp họ, bức hại họ, thủ tiêu họ, tra tấn họ chính là nhóm Hamas, chứ không phải Palestine, chứ không phải là Do Thái. Chính là do nhóm Hamas làm điều này. Và những nhóm Jihad, kể cả Hezbollah, họ bị kèm kẹp bởi những... Mà những nhóm này là ai? Những nhóm này đã học hỏi cái cách gọi là đánh du kích của Cộng sản, cái cách tuyên truyền của Cộng sản, và cái lối cai trị khắc nghiệt của họ là copy từ Iran, từ những quốc gia độc tài của Nga. Họ copy cái chính sách này để họ áp dụng với dân Palestine. Cuối cùng quý vị, dân Palestine trở thành nạn nhân thật sự. Nhưng mà nạn nhân của Hamas nhiều hơn là của Do Thái. Họ bây giờ giống như là một dân tộc mà đứng giữa hai làn đạn. Cho tới khi nào họ mạnh mẽ, họ dứt khoát, họ phủi bỏ tất cả những hoạt động của Hamas, thì quý vị lúc đó cái ánh sáng cuối đường hầm mới lộ diện. Còn nếu không quý vị, họ vẫn chìm đắm trong bạo lực, đổ máu, tắm máu, và tiếp tục sẽ có những cái tang lễ dành cho họ. Lần này tôi mong rằng là cái cuộc xung đột mạnh mẽ kỳ này, nó sẽ làm cho người Palestine bừng tỉnh. Sự bừng tỉnh này sẽ giúp cho họ có một cái cửa thoát tốt hơn. Không có bạo động. Không có bạo động. Và đẩy lùi tất cả những cái tư tưởng thù hận ra khỏi cái dải Gaza, ra khỏi cái suy nghĩ của người Palestine. Tôi nghĩ rằng hơi lý tưởng một chút xíu, nhưng mà cái hành động tàn ác dẫn tới cái hậu quả khủng khiếp kỳ này, Palestine phải chấp nhận. Phải chấp nhận là họ phải chọn một hướng đi. Còn nếu mà họ thả tất cả mọi thứ trôi tới đâu hay tới đó, thì quý vị, số phận dân tộc của họ vẫn tiếp tục lênh đênh, không có một ngày thoát, và cũng không có một cái cửa nào khác cho họ hết. Ok quý vị, đó là cái bài phân tích trong chương trình thảo luận đặc biệt ngày hôm nay về một bức tranh rõ nét hơn của những người Palestine sinh sống tại dải Gaza, nơi mà họ đang sống giữa hai làn đạn. Và chỉ có thể giải có một giải pháp duy nhất là họ đứng về một phía. Họ đứng hoàn toàn về một phía, thì lúc đó mới có giải pháp cho họ. Còn bây giờ họ lừng khừng, họ nhút nhát, họ sợ hãi, thì họ vẫn tiếp tục trên răng dưới đe. Một bên là sự cứng rắn của Do Thái, và một bên là sự tàn ác của Hamas. Nó vẫn làm cho dân tộc họ vẫn nằm trong tăm tối. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bài nói chuyện này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả, và chúng ta gặp lại sau. Bye bye.